Vâng, là một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô, chú anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì bên em mới cập bến về thêm một chiếc xe, bản số đang đeo là 61K12233, bản số rất chi là đẹp. Và bây giờ mời tất cả anh chị cùng theo em kiểm tra chiếc xe này về với số tiền chỉ có 35 triệu đồng mà thôi. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Con xe này tên em nó là Phang nha cô chú anh chị, Phang thì mình gọi nó là Trung Quốc cho nó nhanh nha. Đó. Con này thì đăng ký có 5 chỗ ngồi thôi. Với phiên bản là số sàn, mà dòng này thì nó rộng như là 7 chỗ, nó nhái cái kiểu mà của thằng Suzuki Wagon đó, à, cô chú anh chị. Đây, xe thì nói chung là rất là đẹp. Dòng này thì chạy nó cũng rất là lành. Đó, đó, đồng sơn si thì em nó mang một lớp sơn màu xanh, nhái kiểu phong dáng của Wagon. Đây. Cửa nẻo rất ok, nội thất sạch sẽ. 35 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay chiếc xe này. Con này sản xuất đời 2007 nha cô chú anh chị. Đăng ký đăng kiểm là 1 năm. Đây, trần bồng ok. Cái này ghế để mấy hôm nay trời mưa anh chị nó móc, anh chị lấy em vệ sinh lại cho nha. 35 triệu đồng thôi, rất là rộng rãi. Dòng này thì chạy cũng là gọi là nôi đồng cối đá lắm anh chị nè. Trời ơi, sân xin nó còn luôn. À, đeo chỉ nè. Máy móc con này thì dung tích xi lanh nó chỉ có 100 thôi. Chạy thì xăng cộ nó rơi cũng tầm cỡ 6 lít trên 100 cây số. Đó. Đồng sơn si, nội thất sạch sẽ thích hợp cho quý anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng. Chỉ với số tiền 35 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho anh chị đây. Nước sơn zin còn khá là nhiều anh chị nè, đeo chỉ không mất một tí nào luôn. Nhìn em vậy chứ em nó rất là liền lạc, ốc bảy màu bản lề len keng len sa beng luôn. Rồi bước vào hệ thống bên trong thì xe thì máy nổ rất là êm nha cô chú chị. Đó, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con này đi không, mọi chức năng rất chi là ok nè anh chị nè. Đó, lạnh lẽo đồ có luôn nha cô chú anh chị, lạnh rất chi là ngon lành cành đào luôn nha cô chú chị. Đây, lạnh liếc đồ là ok nha anh chị, có mấy lạch đằng quạt. Đó, 35 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng, form dáng nhìn rất chi là ok. Đây, hiện tại thì máy em đang nổ đây anh chị, máy nổ cũng rất êm, rất thì thầm. Đây, con lanh cành đào, thấy chưa không? Cái dòng máy này thì nó xài cũng rất là bền nha anh chị nha, nó xài là full xăng điện tử nha cô chú anh chị. Đó, máy thì chạy có 6 lít xăng cho 100 cây số mà thôi. Máy móc khô ráo sạch sẽ này chị thấy không, dàn viết nè, ngon là cần đào. Nói chung xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 9 năm 2025. Quý anh chị nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhiệt muốn sổ chiếc xe này với số tiền 35 triệu đồng thôi thì quý anh chị sổ ngay một chiếc xe gọi là Phang, đăng ký 5 chỗ ngồi, nhái thương hiệu giống như là Wagon. Đó, máy móc ok, đồng sơn si sạch sẽ. Anh chị hỏi một ngày chạy được 1-200 cây số không Duy? Dạ, con xe này chạy một ngày làm 1-200 bình thường nha cô chú anh chị. Form dáng nhìn rất xinh xắn và sạch sò, thích hợp anh chị lấy vào tập chạy tập lái nè. Vỏ bánh em nó thì còn là chung chung cũng được coi như là 80-90%, gai còn khá là dày nha cô chú anh chị. Với một hệ thống dàn khoan gầm của em đây anh chị, gầm bệ rất đẹp. Đây, chiếc xe màn hình của chị thấy không, gầm bao đẹp luôn, bao lồng lẫy, bao len keng, bao len xà beng luôn. Rồi quý anh chị có chú nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Phang sản xuất đời 2007, đăng ký là 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, đồng sơn si nội thất sạch sẽ này, thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798 22 220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Và đây là lần đầu tiên quý chị của chú đến với kênh của em thì quý chị của chú xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật nhiều mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý chị một video sau.